Thế xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Chúc các anh chị và các bạn, cô chú bác, gia đình dồi dào sức khỏe, bình an. Hôm nay cô chú bác, các anh chị, các bạn của mình làm một món ăn ngon tiếp theo cùng thấy. Đó là làm bánh bột chiên. Bánh bột chiên mình tự pha bột ở nhà rất là dẻo mịn, dai ngon cho gia đình của mình. Mời cô chú bác hãy cùng thấy chuẩn bị mình làm bánh bột chiên tự pha ở nhà cho đơn giản ngon gia đình mình nha. Rồi tiếp theo nữa cô chú bác hãy cùng thấy chuẩn bị mình chiên bột chiên thành phẩm của mình coi nó ngon như thế nào ha. Thì mời cô bác hãy thêm tiếp theo video thứ hai nữa mình chiên cách bột chiên và cách cắt bánh bột chiên ngon. Cùng cô bác mình làm bánh bột chiên. Bột chiên thì sẽ có gạo, bột gạo nè, 150g bột gạo ha. À, đây là 150g bột gạo. Kèm theo đó thì một đăng ha. 50g bột năng ha cô bác. Đây là bột năng. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ có cái bột bắp ha. 40g bột bắp ha cô bác. Thường thì cái bánh bột chiên này thì mình làm với cơm nguội. Mình xay cơm nguội nó hơi cực, cho nên mình không cần phải làm cơm nguội mà mình chỉ để bột năng với bột bắp thế cơm nguội nha cô bác. Vì để bột năng thì nó dai, để bột bắp thì cho nó dẻo, nó mịn, cái bánh của mình nó không bị cứng. Đó. Kèm theo đó thì sẽ có khoảng một muỗng canh dầu ăn nè. Một tí bột ngọt nè, không tới 1/4 bột ngọt nè. 1/3 muỗng cà phê muối nè. Rồi hành để mình làm hành phi ha, hành dầu. Rồi kèm theo đó thì chút nữa mình sẽ làm trứng gà mình làm bánh bột. Nó rất là đơn giản, quan trọng là cái bây giờ mình phải khuấy bột ha. Mình làm bột cho nó ngon để mình ăn bánh bột chiên nó không ngán. Rồi bây giờ cô bác chú thấy chuẩn bị để vô thau mình cho quậy bột ha. Rồi đây chỉ để 150g bột gạo của mình vô đây. Đó là cũng đơn giản lắm mà nếu mà mình làm bột cơm nguội á thì nó rất là ngon. Nó cũng ngon lắm nhưng mà mình cực lắm, cái cơm nguội mình phải xay cực lắm. Cho nên mình làm tóm gọn là cái bánh bột chiên nó ngon mà vừa tiết kiệm thời gian ha. Bằng bột nước, bằng bột năng với lại bột bắp. Rồi mình bỏ bột bắp mình vô luôn ha. Rồi mình bỏ bột năng mình vô luôn. Xem đó đó thì mình sẽ đẩy bột ngọt mình vô luôn. Mình đẩy muối vô luôn ha. Rồi mình quậy nước thì mình mới cho vào ăn nha cô bác. Rồi bây giờ mình cho quậy đều nó lên. Cô bác có thể ăn mặn, cô bác để nửa muỗng cà phê muối. Nhưng mà nhà thấy không ăn mặn, để chút nữa mình chấm nước tương nữa. Cho nên mình không ăn mặn thì mình chỉ để 1/3 thôi. Còn bột ngọt thì mình để cỡ khoảng chút xíu bột ngọt để cho nó cầm cốt cái bột nó ngon thôi. Rồi 240g bột của mình, 150g bột gạo, 50g bột năng là 200, 40g bột bắp là 240. Mình lấy 360ml nước để mình cho cái phần bột này cho mình nha cô bác. Thì sẽ chế nó từ từ vô. Chế từ từ rồi mình sẽ chế thêm nha cô bác. Rồi bây giờ mình chế là 250-250ml nước nè cô bác, 250ml nè. Đó 250ml mình để cho nó nghỉ một chút ha, mình cho dầu vô. Cho hết cái phần dầu này vô đây. Rồi mình cho nó nghỉ một tí xíu ha. Chế cho nó lỏng lỏng mới được. Đó, nó lỏng lỏng, bây giờ nó lỏng lỏng như vậy mình mới đem đánh nó được. Thì nó sệt lại là mình đem đặt. Nó đặt lại là mình đem hấp là vừa, nó không bị cứng bánh của mình. Và nó không bị khô. Đó, nếu mà nó đặt như hồi nãy là mình đem hấp đó, mình đem phấy nó xong mình đem hấp rồi bánh của mình nó sẽ bị cứng. Bây giờ mình để bột mình nghỉ nó cũng hơi lâu nè, cô bác nhìn thấy nó nè. Chả chờ mà chắc sệt hơn cái bánh ướt mình đổ ha. Tại vì nó có bột bắp ra đó, rở ra nó sẽ có nhựa, cho nên mình phải chế nước nhiều hơn cái bột bình thường. Đó. À, bây giờ mình để đây mình đi qua mình phải bột ha. Rồi mình đổ vô mình sẽ thấy cái bột của mình. Mình quậy cho nó xuống hết bột ha. Nếu mà cô bác làm bằng cơm nguội thì không có cần để bột bắp đâu nha cô bác. Mình làm bằng cơm bằng bột gạo nguyên chất với lại bột năng nên mình phải để bột bắp để cho cái bột bắp mình làm cho cái bột bánh bột mình nó dẻo mịn mà nó không bị cứng, làm cho bánh mình ăn không bị ngán. Cho nên mình mới để bột bắp ha. Rồi xong, bây giờ thì sẽ chuẩn bị mình quậy nữa thôi. Đầu tiên thì mình mở lửa hơi lớn lớn ha. Mở lửa lớn lớn để cho cái chảo mình nó đóng bột. Đóng bột xong rồi mình sẽ hạ lửa nhỏ lại nha. Hạ lửa thật nhỏ lại để mình đánh nó. Mở lửa để cho nó lớn để mình nhìn thấy nó dính với bột dính ít nè. Là mình hạ lửa nhỏ lại nha. Để thôi nó nhanh lành bột lắm. Nhanh lợi lắm.
Cô bác thấy nó dính ra đó. Giờ thì hạ lại nhỏ lại nè. Rồi hạ lại nhỏ là mình chuẩn bị mình đánh từ từ cho nó nóng, rồi nó sẽ rút cái bột của mình lại. Nó còn một ít bột trống lại thì mình sẽ tắt bếp, mình đánh cho nó đặc lại giống như bánh các loại bánh khác. Rồi mình mới đem đi hấp nó. Bây giờ cô bác thấy cái bột của mình nó đã đặc rồi nè, nó gần đặc rồi nè, chút nữa nó đặc là mình sẽ tắt bếp á. Nó cho nó đặc một chút nữa là mình tắt bếp để mình lấy cái nước trống mình đánh. Đánh cái bột mình cho nó giữ lên để cho nó thành trùng bột để mình cho nó mịn cái bột của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tức tắt bếp nha cô bác. Nó có nhiều bột rồi nè, có nhiều trùng rồi nè. Mình tắt bếp nha, đừng có tắt hết đó, đừng có để hết nước nha. Đó. Rồi bây giờ tắt bếp rồi mình sẽ vẩy nó thôi, thì từ từ. Từ từ cho cái bột trống nó chín. Nó đều với nhau. Đó. Đừng có để nó hết nước, mình sẽ chừa nước như vậy đó, mình đánh. Đánh từ từ nha. Mình đánh từ từ nữa. Cho nó thật giữ lên để cho nó mịn cái bột đó con. Còn dính cái bột chín chứ cái điều chứ cái bột sống của mình đó. Cho nên mình phải đánh cho nó giữ lên. Mình làm con nguội mình xay nó cực nhưng mà mình không có cần phải đánh như thế này. Mình cũng phải nó thôi nhưng mà mình không có đánh cực. Bây giờ mình đánh nó mịn rồi nè. Đó, cô bác thấy đấy. Hồi cấp nãy là nó sệt bột á, cô bác đánh nhanh tay lên nha. Để thôi là cái bột bắp nó nhanh, nhanh đặc lắm. Nó hơi khó đánh. Bây giờ mình sẽ mở lửa lên ha. Lửa lên mình đánh tiếp cho nó nóng để nó gửi gơm cái bột mình lại. Nếu mà cô bác để nước vô mà cũng mà cô bác đánh xong cái bột trống với bột chín đó, nó đều lại nhưng mà nó vẫn còn bột chín, nó chưa có đều với bột trống đó, thì mình sẽ cho thêm ít ml nước nữa để mình đánh cho nó mịn ra như thế này, nó dậy ới ra như thế này mới được ha. Đó, nó sệt nó chảy như thế này mới được thì mình mới mở lửa mình đánh thêm được thì cái bột mình nó mới đạt được. Nếu như mà mình lỡ đánh mà mình đỡ nước chưa đủ á, mình đánh chưa có được, mới vừa bột sống bột chín nó đều với nhau mà nó vẫn còn cục cục bột chín nó chưa có đều với cái bột sống nó chưa mịn giống vậy á, thì cô bác mình cho thêm 20 ml nước nữa hoặc là 30 ml nước tùy theo cái bột của mình để mình đánh, mình để thêm nước vô để mình đánh cho nó mịn giống vậy nè. Nếu mình không để thêm nước là cái bột chính của mình nó còn nguyên sinh là nó không có rời ra, cho nên mình để thêm cái bao nước vô đó. Nhưng mà nó cút lúc mà hồi cấp mà nó đặc lại nó hơi khó đánh nha cô bác, có bột bắp nó hơi khó đánh, nó nhanh đang đóng cục lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho nó chín chín một chút rồi mình sẽ đem vô cái khuôn mình áp phan. Ở cô bác ơi, mình đẩy nè cô bác thấy có cái bọc bóc vô nó có nhựa nó rồi cái mình đánh hơi cực nha. Đó, mình đánh giữ lên, bây giờ nó mịn rồi nè, mình chuẩn bị đem vô cho giờ mình hấp ha. Cô bác dở lên nó chín nè. Đó. Cô bác ơi, bây giờ mình đẩy nè cô bác thấy nó đẩy nó nặng tay luôn nha. Bây giờ cái khuôn của mình nè cô bác, mình sẽ tha dầu vô ha cô bác. Mình chế dầu chưa? Chế dầu cho nó nhiều nhiều không? Để mình đẩy bánh vô, mình hấp nó không dính nha cô bác. Mình gỡ nó ra được. Đó, mình chế nhiều nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái bột mình qua ha. Múc cái bột mình qua bên đây để mình đẩy cho mình hấp nó. Đó. Nó có bột bắp nhiều, nó rất là dẻo. Bây giờ thiết cái đè cho nó đầy hết ha, đầy cái khuôn này ha, nó đều cái khuôn này ha cho nó trẻ ha.
Cô bác thấy chưa, mình nắm mình dầu mình để cho cái bao tay mình đè nó cho nó mới láng mới đẹp nha cô bác nè. Vậy nó đẹp rồi, bây giờ mình sẽ đi hấp nó ha. Cô bác ơi, thì để cho trong nồi này thì hấp nè, bây giờ mình sẽ đi hấp rồi ha. Đó, cái khuôn bánh của mình nè cô bác, mình dở ra ha. Đó, mình hấp khoảng 2-30 phút, 30 phút rồi nè. Mình canh bánh của mình nó chín là mình ghim thử ha. Nếu mà cái dính cái dao thì chưa chín thì mình phải hấp nữa. Nè, nó chín rồi nè cô bác. Đó, nó chín rồi đó. Mình tha dầu cho cái dĩa của mình để mình cắt bánh ra xong rồi mình sẽ có cái bánh mình nó không bị dính ha. Giờ thì sẽ lấy ra. Cô bác thấy nó rất là dẻo luôn, là rất là ngon luôn nè. Cô bác mình thấy là độ của mình không có độ dày lắm, mình độ chị vậy thôi đó. Mình để dầu như thế này nó cũng còn dính nè cô bác, tại nó đang nóng. Nếu mà để nguội, mình lấy nguội á thì nó sẽ không dính ha. Thì sẽ cắt cho cô bác như thế này, rồi một cái nửa cái để mình giới thiệu cùng cô bác ha. Đó, mình sẽ cắt như thế này. Mình chia nó làm ba như thế này. Đó. Rồi cô bác thấy không, rất là ngon luôn. Rồi thì sẽ cắt lại, cắt lại như thế này nè, để một bên đây bánh bột cho cô bác mình coi. Cái bánh bột của mình dễ làm lắm mà ngon nữa, không có cứng và không có bị ngán. Cô bác cắt cỡ khoảng bao nhiêu thì thôi nè. Rồi bánh bột của mình xong rồi nè cô bác. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi chiên là mình có bánh bột nè ha, rất là ngon luôn. Cô bác nhìn thấy nó dẻo mịn rất ngon nha. Đó cô bác ơi, bên đây nó dư nè cô bác. Thì lấy cái bìa này thấy coi nè. Cô bác nhìn thấy nó mịn nè, mà nó dai nè, nó dai, nó không có dai lắm mà nó dai dẻo dẻo. Nó mịn mịn, nó mình ăn nó mới ngon ha, nó không có bị ngán. Nếu mà nó dai mà nó dai cứng ngắc thì cô bác ăn không được đâu nè. Đó, cái bột của mình nó vậy nè, đó nó rất là ngon vậy đó. Là cô bác ăn nó không có ngán và nó ngon nữa, mà nó rất là vừa ăn nha cô bác. Mình để có tí xíu bột ngọt là nó rất là vừa ăn nè. Mấy cái này chút nữa thì sẽ làm video một cái bánh bột chiên á, mình chia sẻ cách bánh bột chiên, cắt bánh bột chiên nữa này. Đó cô bác thấy không, nó rất là ngon luôn. Thì cũng đã làm được cái bánh bột chiên cùng cô bác của mình, đơn giản dễ làm rồi ha. Nè cô bác nhìn thấy nè, nó vậy nè, nó đâu có cứng nhất đâu. Mình có dai, nó dai vừa dẻo vừa dai nên mình ăn nó không có ngán, rất là ngon. Trong cái bánh bột rồi cơ quát đó, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành một cái bánh bột chiên rất là ngon nè cô bác. Này nhìn nè, bánh bột của mình rất là ngon luôn. Cô bác thấy cái bánh bột của mình hả, rất là mịn nè, rất là dẻo ngon nè cô bác, không có bị cứng mà ăn không ngán luôn nha cô bác. Khi mình chiên là nó giòn và nó dai dẻo rất là ngon luôn cô bác. Thế cũng đã chia sẻ cùng cô bác của mình là bánh bột chiên đơn giản dễ làm cho gia đình của mình tại nhà xong rồi. Thế xin tạm biệt cô bác ở video này nha. Cô bác các anh chị nào mà xem được cho thấy mà chưa có đăng ký kênh và nhấn chuông thì đăng ký kênh, nhấn chuông ủng hộ Thúy với nha. Thì cảm ơn cô bác rất là nhiều. Cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, để cuộc sống xung quanh những người khổ sở người ta sẽ có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Thì xin chào, hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo. Cảm ơn cô bác rất là nhiều.